cho đến 8X. Các bạn đều có mặt ở đây. Thưa các anh chị, tôi rất là cảm ơn anh Trung đã có những cái lời giới thiệu có thể nói là rất là ưu ái. Cảm ơn câu lạc bộ doanh nhân GVI một lần nữa lại cho phép tôi được đứng đây để chia sẻ đôi điều. Tôi là một cái thành viên mà đi từ đầu với cả GVI thì tôi có một cái niềm sung sướng là gắn bó từ buổi với cả GVI thì tôi lớn lên từ ngày. Và thưa các anh chị, những cái bài học của GVI cũng là những cái bài học mà quý giá đối với tôi, và nó không chỉ là những bài học mà tôi học được khi mà ngồi cùng với các anh chị ở đây mà tôi thường đã đem nó về ứng dụng ở doanh nghiệp của mình và chăn trở với nó. Hôm nay lại một lần nữa thì ngày hôm nay là một cái ngày mùa thu mà rất là đẹp. Thế nhưng mà thay vì đi chơi với gia đình, thay vì đi chơi với cả những người thân yêu thì các anh chị lại đến đây để có thể nói là để cùng với tôi chia sẻ những cái điều mà doanh nhân chúng ta cũng đang chăn trở. Thưa các anh chị ở đây là tất cả chúng ta đều tham gia vào kinh doanh. Thế thì các anh chị có ai cảm thấy rằng là mình làm kinh doanh nhưng mà mình đã thực sự là doanh nhân chưa? Cái đấy cũng là cái chăn trở của chính tôi. Thế doanh nhân thì họ là ai? Và họ làm những điều gì? Và để trở thành một cái người doanh nhân ý, thực sự thì cần phải rèn luyện như thế nào? Và cần phải học hỏi những gì từ đâu? Đấy là ba cái nội dung mà hôm nay xin được chia sẻ với các anh chị. Các anh chị thân mến, tôi thì nghĩ là cái buổi hôm nay nếu mà nói là chân dung người doanh nhân thì cái chủ đề lớn quá, nó có thể vượt ra ngoài cái khả năng của tôi. Nhưng thực tế trong ít phút mà trong khoảng có hơn một tiếng đồng hồ tôi chia sẻ đây thì tôi xin được chia sẻ với các anh chị về những cái gì mà tôi học được trong quá trình làm kinh doanh và những cái gì tôi ứng dụng được, tôi đã trải nghiệm được và những cái cảm xúc của tôi như thế nào. Còn cái chủ đề chân dung người doanh nhân, để bắt thảo ra một cái chân dung người doanh nhân thì chắc là chúng ta sẽ phải mất nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Và có thể nói là đấy cũng là cái con đường mà rất nhiều anh chị ở đây cũng theo đuổi. Đấy cũng là cái con đường mà tôi bây giờ cũng chăn trở và hy vọng là có thể đi được suốt cả cuộc đời mình. Hôm nay thì tôi cũng có chuẩn bị một chút, nhưng mà cái rắc cắm vào máy chiếu hôm nay nó lại bị hỏng. Xin lỗi các anh chị. Không vấn đề gì. Thành ra là chúng ta nói chay vậy được không ạ? Thưa các anh chị, theo cái quan điểm của tôi ấy, thì cái người muốn trở thành một cái người doanh nhân ấy, trước hết phải là một con người đã. Thế thì thưa các anh chị là từ xưa đến giờ thì chúng ta thường nói với các con của mình là cha mẹ thì mong muốn các con lớn lên sẽ trở thành người. Biết bao nhiêu thầy cô giáo cũng nói với các con rằng là cha mẹ, thầy cô mong rằng sau này các con lớn lên sẽ trở thành người. Nhưng mà thực ra người là cái gì ạ? Nếu mà chúng ta có thể trở thành một thứ mà chúng ta không biết nó là cái gì không ạ? Từ xưa đến giờ rất ít ai cắt nghĩa cho con cái chúng ta hoặc là cho chính chúng ta là người là cái gì. Plato là một triết gia ở phương Tây. Tức là ở phương Đông của chúng ta thì có Khổng Tử, thì phương Tây thì có Plato. Plato có đưa ra một cái khái niệm như thế này: con người là một sinh vật mà luôn luôn đi tìm mục đích sống. Thưa các anh chị, ở trong vạn vật vũ trụ của chúng ta thì
chia ra làm hai loại. Một loại là đồ vật. Các chị, cái này là gì ạ? Là đồ vật đúng không ạ? Đồ vật là cái vật mà không có sức sống. Thế một loại nữa là sinh vật. Sinh vật là một thứ có sức sống. Ngồi cạnh các chị là gì ạ? Sinh vật. Một loại sinh vật. Sinh vật thì chia làm hai loại. Loại thứ nhất là thực vật. Loại thứ hai là động vật. Có vẻ. Loại thứ ba là nhân vật. Nhân vật là một vật mang hình người. Chấm hết. Định nghĩa này có vẻ dã man. Nhân vật thì thực ra cũng sẽ là ba loại. Nhân vật tức là mang hình người, mà con người mà lại ra nát ấy thì các cụ thường gọi là gì ạ? Là con người mà không bằng loài cầm thú. Hoặc là chúng ta nói một cách ngắn gọn là thú biết nói. Bình thường thì các loại thú khác nó không biết nói, nhưng mà cái thú mà mang hình người thì biết nói. Loại thứ hai ấy là thực vật. Các anh chị thấy đấy, có những con người mà không gặp may mắn, người ta gặp bệnh tật ấy, người ta nằm ở bệnh viện và gọi là sống thực vật, tức là cho vào đầu này không đã cho ra được gì, và họ không có cái đời sống bình thường, và chúng ta gọi họ là sống thực vật. Thế nhưng mà trên thực tế thì cũng có những con người mà vẫn sống bình thường, vẫn đi lại, vẫn ăn uống ngủ nghỉ, nhưng mà chẳng có ích gì cho ai cả. Thì cái loại người đấy cũng gọi là thực vật, hay gọi một cách ngắn gọn là cái cây biết đi. Bình thường thì những cây khác nó đứng nguyên tại chỗ, nhưng mà cái cây này thì biết đi. Và một loại nữa đấy là con người. Có nghĩa là nếu đã là con người ấy, thì thứ nhất là phải vô hại, không phải loại gian ác. Và thứ hai là phải là hữu ích. Thì cứ hữu ích và vô hại thì đó chính là con người. Và con người ấy, thì là một cái loại con mà nó quan tâm đến một thứ, mà không có cái con nào nó quan tâm cả. Đấy là lẽ sống và lẽ phải. Còn các loại con khác thì cứ có là em chém thôi, em không quan tâm nó là lẽ gì đấy. Thế nhưng mà con người thì trước khi hành động, bao giờ người ta cũng quan tâm đến một thứ, đấy là lẽ phải, lẽ sống. Và con người thì cả đời đi tìm cái điều này. Thưa các anh chị, con người ấy, thì chúng ta có thể tạm gọi là cái con người được chia làm bốn phần. Đấy. Con người bốn phần là những con người nào ạ, anh chị? Câu lạc bộ của chúng ta hôm ở Đà Nẵng ấy, thì tôi cũng đã chia sẻ về cái con người bốn phần này rồi. Thế nhưng mà nó chỉ là lướt qua thôi. Hôm nay cho phép tôi nói kỹ một chút về con người bốn phần. Con người bốn phần thì gồm có phần thứ nhất là con người thể xác. Phần thứ hai là con người tâm hồn. Phần thứ ba là con người trí tuệ. Và phần thứ tư là gì ạ? Là con người tinh thần.
Thế thì bình thường chúng ta thường nuôi con người nào ạ? Ăn uống ngủ nghỉ thể dục thể thao, đấy là nuôi con người nào ạ? Nuôi con người thể xác. Thế còn nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nuôi mỗi một con người thể xác thôi thì chúng ta sẽ trở thành cái con người mà phát triển méo mó. Nếu mà là con người ấy thì phải nuôi đều cả bốn cái con này. Thực ra cái con người thể xác ấy có thể gọi là phần con, còn ba cái con người kia nó mới chính là phần người. Mà để nuôi bốn cái con người này ấy, thì phải có thức ăn cho nó ăn. Thế vậy thì con người thể xác là con người ăn gì ạ? Cơm, canh, thịt, cá cứ nhét đầy vào là nó ăn vô thôi. Trong bốn con người này ấy, thì cái thằng xác ấy là cái thằng mà nó hư nhất. Các anh chị cứ thử xem, nếu mà không cho nó ăn đi thì nó hùng lên, nó chiến đấu ác lắm và nó không cho mình yên. Thế nhưng mà cái con người thể xác ấy thì chúng ta nuôi nó bằng cơm canh thịt cá, tập luyện ngủ nghỉ, cứ đủ vào là nó ngoan. Thế thì cái con người thể xác này tuy là nó lộn xộn như thế nhưng mà nó rất là dễ nuôi. Thế còn ba con người kia thì nó rất là ngoan, nó rất là hiền, nó không cho ăn thì cho thì nó ăn, mà không cho thì nó nhịn, mà nhịn lâu ngày quá thì nó cũng chết, mà thậm chí trước khi chết nó cũng chả thèm nói gì, em cứ lặng yên em ra đi cho cái thằng xác thôi ạ. Thế nhưng mà cái anh chàng tâm hồn ấy thì ăn gì thưa anh chị? Tâm hồn có người yêu. Như thế nào là biểu hiện của một con người có tâm hồn ạ? Có phải cứ đi lang thang quanh cái hồ xong rồi làm thơ thì gọi là người có tâm hồn không ạ? Thưa các anh chị, là nếu mà cứ đi lang thang thơ thẩn xung quanh hồ mà để làm thơ ấy, đấy là bị thần kinh. Không phải chỉ đơn giản là có tâm hồn đâu. Cái con người có tâm hồn ấy nó biểu hiện con, cái con người có tâm hồn là con người biết dung trước những cái đẹp, biết thổn thức trước những cái nỗi đau và biết phẫn nộ trước cái ác. Một cái hội hoa xuân của chúng ta đẹp như thế, trong có vài giờ đồng hồ các anh chị thấy nó là hiện tượng gì ạ? Thế thì con người ta có còn dung trước cái đẹp nữa không ạ? Đấy là cái sự vô cảm. Mà tại sao mà lại có được cái sự vô cảm như vậy? Đôi khi chúng ta thấy là con gái của chúng ta khi mà không để ý thì các cháu có thể thấy bọn trẻ con nó cứ lê lết ở ngoài đường kiếm ăn. Những người khuyết tật mà không còn có thể đi lại được nữa. Thế nhưng mà con cái của chúng ta đôi khi chúng nó nhìn cười. Thưa các anh chị, có còn đau trước nỗi đau của người khác nữa không ạ? Đấy là một cái sự vô cảm. Cái con người có tâm hồn ấy có ba cái biểu hiện như vậy. Thế thì vậy thì làm thế nào để nuôi cái con người có tâm hồn của chúng ta? Cái con người tâm hồn này ấy, nó ăn ấy thì nó cho thì nó ăn, không cho thì nó nhịn, nhưng mà nó ăn ấy nó không ăn bình thường đâu ạ, nó ăn cái đặc sản. Đấy là nó ăn cái tình yêu thương. Mà tình yêu thương thì lấy gì để chế biến nó ạ? Thưa các anh chị, để chế biến ra tình yêu thương ấy thì cần có 7 bộ môn nghệ thuật và văn học nữa là tám. Có rất nhiều thứ nhưng mà tịnh chung lại thì có mấy thứ đó chúng ta có thể dùng được hàng ngày. Thế văn học thì từ xưa đến giờ, tại sao lại bảo là chúng ta không cho nó ăn? Chúng ta học văn suốt 12 năm phổ thông ấy chứ ạ. Thế nhưng mà thực ra thì đã thực sự là văn chưa?
gì ạ? Ngày nào chúng ta chả xem. Và nhưng mà chúng ta đã có thực sự là thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật chưa? Người Việt Nam mình đến ra. Ở người nước ngoài, người ta thực sự đi, người ta muốn thưởng thức một bộ phim nghệ thuật, người ta sao giải xem. Bởi vì sao ạ? Muốn thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa thì phải ở trong một cái không gian nghệ thuật đúng nghĩa. Thế mà ở nhà thì chúng ta bật tivi lên, ôi phim hay lắm, hấp dẫn lắm, kiểu trùm màn một cái ngủ luôn. Thì thực sự đã là thưởng thức nghệ thuật thôi. Thế rồi vân vân rất nhiều thứ nữa. Chúng ta có học sử không để có tâm hồn dân tộc? Có chứ. Chúng ta học rất nhiều là đằng khác, nhưng mà đã thực sự là sử chứ. Chúng ta học sử học để học cái khoa học tiếp cận lịch sử. Và học sử thì cứ nguyên như thế nào lịch sử để lại thì cứ cho em dạy em như thế. Chứ